sáng sớm mình đi hái trái blueberry. Bạn gì? Nhìn nè. Trái Việt Quốc á các bạn. Đi hái cái trái Việt Quốc á. Các bạn thấy không? Trái rất là nhiều, coi nào. Chùm chùm. Sáng sớm. Bây giờ cũng 10 giờ sáng. Trái bự lắm các bạn. Đây. Để mình hái. Nè các bạn, thấy không? Ừ, bỏ đổi cái khác. Ừ. Đó. Đó, các bạn coi nè. Nó bán 450 gram là một pound á, là 2 đồng 2 đô rưỡi các bạn. Ừ, nó cho người đeo cái này á, mắc cười không? Mời các bạn ăn thử nha, mình ăn thử các bạn coi nha. Ăn đi. Các bạn xem. Ăn thử nữa hả? Trái nữa các bạn ơi. Sáng sớm rồi. Chưa ăn sáng nữa đó. Chưa ăn sáng. Đây, mình đeo vào cái hộp gì nè. Bứt bỏ vô cái hộp. Mình thích ăn thì mình tự bóc ăn luôn. Để okay. Mình quay vòng hết. Bắt đầu mình xuất sư. Xuất chiêu. À, nhiều người hái lắm các bạn. Các bạn thấy không? Coi trái nè. Nó còn xanh. Cái này hái rất là lâu ha. Các bạn nghe người ta hái, người ta nói chuyện không? Trời ơi, mê lắm các bạn ơi. Giờ nè. Hai tay luôn á. Bứt hai tay luôn á. Coi nè. Nhiều lắm. Hái rồi bỏ vô. Các bạn nhìn nè. Đây. Coi nè nha. Mình dở lên nè. Đây hết luôn. Rồi mình lựa trái nào chín thì mình hái các bạn. Đó. Chín rồi bự á. Ăn thử nha. Không biết có dơ không đây. Không dơ đâu. Trời ơi, thấy ham quá các bạn ơi. Coi nè, trái coi nè. Thấy không? Sao người ta trồng hay quá ha. Nhưng mà không có chim ăn đâu nha các bạn. Là tại vì các bạn thấy họ rào hết trơn không? Họ rào lưới hết á. Đây. Đây. Có rầy, có sâu là chứng tỏ là không có thuốc nha các bạn. Đây nè, rầy nó ăn rồi. Không có thuốc. Có thuốc là không có mấy cái con này. Nó mà xịt thuốc là mấy cái con đó không có bu được đâu. À, thích trái không? Trái quá mạng luôn. Đây trái nè. Ở dưới đây trái bự không à? Ở dưới góc. Ở dưới góc trái bự không à? Đó, nguyên cái chùm ở dưới đó. Nhà rùa. Đây, đây, đây nè. Đó. Đó, chùm đen đó. Trời ơi, nó chôm luôn ở dưới đây rồi. Trái bự không à? Chôm dưới đất á. Trái bự 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 không à? Em hái được như đây rồi nè. Ờ. Anh đi không có hái, đi vòng vòng rồi. Cây trái không? Một cây nhỏ mà trái nó quằn luôn. Giờ đeo nó nặng muốn gãy cổ. Giờ luôn đeo. Rồi đó, đeo nặng quá muốn quằn cổ rồi. Đưa cho người một cái gáo đeo trước mặt. Đeo hái mà mệt quá bắt đầu bốc ăn cho khỏe rồi hái tiếp. Cảm ơn. Phui chứ. Đó, có một số người rồi hái vòng vòng. Không có đâu. Hái ăn con nít được.
cũng hái miếng vậy thôi. Đó. Vòng vòng lên lúc trên kia luôn. Sáng sớm là người ta đi hái rồi. Giờ này chắc người ta cũng sắp sửa nghỉ rồi, về rồi. Bạn thấy không? Chảy. Chảy đi gốc quỳ lên á. Cây chút xíu. Chảy nhánh quặng hết. Người hái cây một. Chảy không? Rồi các bạn nào có muốn hái thì nếu bấm vô liên lạc với mình để các bạn đi hái chơi cho vui. Thấp không à, mình có mấy đứa nít thì hái vui lắm. Trái nó nặng mà nó quằn nhánh luôn á. Các bạn coi nè, thấy không? Thấy mê. Đó lắm mấy bạn ơi. Có gì mấy bạn liên lạc mình nha. Thấy mê dễ sợ luôn. Bạn nào mà thích thì bấm like ủng hộ cho mình rồi liên lạc mình chở đi bức. Đó mình hái được đầy một một rổ rồi nè các bạn. Ham ha. Cái chua cái ngọt. Rồi ông này ông ngồi xấu ghê không? Mình ước gì nhà mình có một cây ha. Các bạn. Tươi nha. Ăn tại vườn. Cái vườn nó rất là rộng các bạn ơi. Những cái người hồi nãy mình nghe nói chuyện sùm là những người đã hái mướn á các bạn. Hái mướn á, còn những người mà hái mà mua như mình á, vô tự hái á là đây nè, còn đứng hái. Còn những người hái mướn á, tới giờ nghỉ break time của nó đi hết rồi. Trời ơi, coi nè, cái cây nhỏ xíu như vậy nè các bạn mà trái. Trái từ dưới gốc trái lên luôn á, mà chín hết trơn. Ham quá. Cái này nè, chùm cho. Thôi mình đi ra mình hái cái raspberry nữa anh Thắng. Các bạn coi nó nhiều nè, thấy không? Cái này mình nghĩ hái mướn á, là nó hái nó ăn giờ chứ nó không có ăn sản phẩm đâu. Tại vì hái ăn sản phẩm á, là hái không nổi đâu. Nó có cái cửa đó. Trong bảng nó để là không có chim. Đi vô trong đó không hái phải mở đâu. Cửa đi vô. Tại vì không có cái chim vô ăn á các bạn. Nó bao hết lại thấy không. Là cái chủ farm của nó nè các bạn. Cái chỗ mà nó buôn bán rồi nó cho người đi vô hái đó. Lớn lắm các bạn. Các bạn bà chủ của cái farm này đó các bạn thấy á, giàu dữ lắm. Mấy cái nhà các bạn coi, cái nhà khủng khiếp, cái nhà này cả hơn bạc triệu á. Làm này chắc nhiều tiền lắm á, thành ra hả, cái nhà khủng khiếp luôn. Giờ mình đi bứt cái trái raspberry nha các bạn, là cái trái raspberry đó các bạn, mình đi bứt nữa. Ở đằng trước họ có đào một cái hồ để mà họ lấy nước họ tưới á. Đây là cái máy bơm mà để nước lên tưới nè các bạn. Thì ở đây là một mấy cái solar này để mà họ lấy điện á. Cái nhà quá đẹp luôn. Đây là raspberry. Này là kêu bằng raspberry.
ăn rất là tốt cho sức khỏe. Nó có hộp. Đây là đây nó đang trồng nữa nè các bạn. Kevin đang dỡ lên bức kìa. Còn lựa chọn nữa. Coi nè các bạn, nhiều cái xả không? Bạn biết không, hồi nãy mình đi cái đầu ở trên kia đó, hình như là có người hái rồi. Thành ra mình thấy sao nó rất là ít. Mình đi xuống cái đầu ở dưới đây đó, trời ơi nó quá chừng luôn. Nó chín đỏ hết luôn á các bạn. Các bạn biết cái trái này á, mình hái như vậy nè, dễ hái lắm. Đó như vậy, cái mình rút nó ra là cái cùi của nó còn dính lại. Các bạn thấy cái cùi không? Đây nè, giống như cái bình bát vậy đó. Nó mà chín rồi là rút nó ra cái cùi giống như cái bình bát. Rồi đây. Đó, các bạn thấy không? Thôi mình mua cũng nhiều lắm rồi. Đó. Các bạn thấy không? Mấy cái trái này các bạn bóp đít nó như nè. Đó. Đó, các bạn bóp đít nó. Đó, nó mới ra. Còn như mà không bóp đít nó rụng luôn. Để bóp đít nó, đó, thấy không? Bóp đít nó mới ra. Đó. Bóp đít nó mới ra. À, còn các bạn không bóp đít nó là không ra. Đó, bóp đít nó. Thôi, mình cũng xin chào các bạn nha. Giờ mình cũng về chờ... Về nhà chuẩn bị đi làm. Chuẩn bị đi làm. Rồi hẹn các bạn cái video kế tiếp. Nhớ đăng ký ủng hộ nhà rùa mình nha. Ok. Chào các bạn. Rồi. Bye. Cảm ơn các bạn nhiều ha. Cảm ơn các bạn nhiều. Giỏ như vậy nè các bạn. Là 34 đồng. Đây là nó bán nè các bạn. Cái trái Việt Quốc của mình á là 26 đồng, cân là 26 đồng. Còn cái trái raspberry thì mình chưa biết. Trên đường mình đi hái trái Việt Quốc về á, trên đường có bị cái gì á mà cảnh sát nó chặn lại nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.